đi về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa. Xin mời quý cha và cộng đoàn đứng. Xin ca đoàn hát bài ca mở đầu. Thưa cộng đoàn, sáng hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để cử hành lễ nhập quan cho thầy Matthew Nguyễn Hữu Cầu, thầy Leo, một tu sĩ thừa sai dòng Chúa Cứu Thế. Chương trình lễ nhập quan gồm có hai phần, trước hết là nghi thức nhập quan và sau đó là thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho thầy Matthew. Trước khi cử hành nghi thức nhập quan, xin cộng đoàn dành vài phút để tưởng nhớ lại những chặng đường trong cuộc đời làm người, làm con Chúa và làm tu sĩ thừa sai dòng Chúa Cứu Thế của thầy Matthew Nguyễn Hữu Cầu. Thầy Matthew sinh ngày 23 tháng 11 năm 1924 tại Thế Lại, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thầy khấn dòng ngày 8 tháng 9 năm 1947, khấn trọn đời ngày 8 tháng 9 năm 1953, đã an nghỉ trong Chúa lúc 11 giờ 45 ngày Chủ nhật 4
6 năm 2017, hưởng thọ 93 tuổi với 70 năm làm tu sĩ thừa sai dòng Chúa Cứu Thế. Từ năm 1924 đến năm 1944, sống và học tại Thế Lai, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Ngày 4 tháng 1 năm 1944, Thầy gia nhập dòng Chúa Cứu Thế Huế. Ngày 7 tháng 9 1946, nhập tộc viện dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà, Hà Nội. Ngày 8 tháng 9 năm 1947, khấn lần đầu tại tu viện dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Từ năm 1947 đến năm 1951, Thầy mất theo phục vụ tại đệ tử viện dòng Chúa Cứu Thế Huế. Từ năm 1951 đến năm 1954, phục vụ tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Ngày 8 tháng 9 năm 1953, Thầy Matthew khấn trọn đời tại dòng Chúa Cứu Thế Huế. Từ năm 1954 đến năm 1958, phục vụ tại dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt. Từ năm 1958 đến năm 1960, phục vụ tại dòng Chúa Cứu Thế Vũng Tàu. Từ năm 1960 đến năm 1962, phục vụ tại dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang. Từ năm 1962 đến năm 1970, Thầy Matthew phục vụ tại dòng Chúa Cứu Thế Phi Ăn. Từ năm 1970 đến năm 1978, phục vụ tại dòng Chúa Cứu Thế Thủ Đức. Từ năm 1978 đến năm 1996, phục vụ tại dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn. Từ năm 1996 đến năm 2004, phục vụ tại dòng Chúa Cứu Thế Vũng Tàu. Từ năm 2004 đến năm 2017, Thầy Matthew nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng dòng Chúa Cứu Thế. Vào lúc 11 giờ 45 ngày 4 tháng 6 năm 2017, Thầy Matthew Nguyễn Hữu Cầu đã được Chúa gọi về sau 93 năm làm con Chúa trên dương thế, 70 năm sống lời khấn dòng với tư cách là tu sĩ thừa sai dòng Chúa Cứu Thế. Suốt những năm tháng hiến thân phục vụ nhà dòng và giáo hội, trong tư thế của một tu sĩ thừa sai, Thầy luôn tỏ ra là một tu sĩ tốt lành, gương mẫu, dám đương đầu với mọi nghịch cảnh, luôn luôn sẵn sàng vâng phục bề trên khi được sai đi bất cứ nơi đâu. Thầy đã nhiều lần chia sẻ, tôi cảm tạ Chúa vì đã gọi tôi và cho tôi được làm tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế để theo sát Đức Kitô Cứu Thế, dấn thân phục vụ các linh hồn, nhất là những linh hồn cô thân tất bạc, nghèo khổ. Qua đó giúp tôi thăng tiến đời sống tu trì của tôi bằng lời cầu nguyện và làm việc. Đối với những công việc tầm thường ở mỗi cộng đoàn mà tôi đã được sai đến, đó là công việc của gia đình tôi. Vì vậy, tôi làm hết mình theo khả năng với tinh thần trách nhiệm. Vì ơn gọi của tôi vào dòng là để làm việc và cầu nguyện, là một đời sống ẩn dật tầm thường. Tôi vui thích trong công việc làm hàng ngày, đó là ơn gọi Chúa chỉ định cho tôi. Mặc dù tôi không rao giảng, không cử hành các bí tích, nhưng tôi nghĩ khi tôi làm việc lặt vặt trong nhà, phục vụ người khác, hay trong lúc nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khỏe, trong những việc làm tầm thường, nhất cũng là việc tông đồ phù hợp với tin mừng. Hôm nay, Thầy Matthew được Chúa gọi về sau khi đã hoàn tất hành trình trần thế trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh và sau khi trải qua cuộc đời hiến dâng làm tu sĩ trong dòng Chúa Cứu Thế. Chúng ta cùng hiệp với Thầy Matthew, hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Thầy được mau hưởng nhan Thánh Chúa. Xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, của Thánh Gerardo và các thánh trong dòng, ban thưởng vinh quang nước trời cho Thầy. Kính thưa cộng đoàn, sau khi cùng nhắc nhớ lại cuộc đời tu sĩ thừa sai của Thầy Matthew Nguyễn Hữu Cầu, giờ đây chúng ta bắt đầu nghi thức nhập quan cho Thầy Matthew. Xin kính mời cộng đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy nghe lời Chúa nhắn nhủ chúng ta. Con hãy tin vào Chúa
và Ngài sẽ nâng đỡ con. Con hãy cứ thẳng đường và hy vọng vào Ngài. Con hãy kính sợ Ngài và bền vững mãi như thế. Lời Chúa khuyên nhủ chúng ta và cũng đã từng khuyên nhủ thầy Leo Nguyễn Hữu Cầu. Giờ đây thầy đã được Chúa gọi về. Chúng ta cũng tin chắc rằng nếu ai trung tín giữ lời của Chúa, nếu ai sống theo đường lối của Chúa thì cũng sẽ được Chúa đón vào ngôi nhà mà Chúa đã dọn sẵn. Vậy chúng ta tin tưởng vào lời Thánh Vịnh và bày tỏ niềm tin tưởng của chúng ta vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thương đoái đến người anh em của chúng ta là thầy Matthew Leo Nguyễn Hữu Cầu vừa mới qua đời. Mời cộng đoàn cùng hát Thánh Vịnh. Bài trích sách Khôn ngoan: người công chính dù có chết sớm cũng được an nghỉ, tuổi già đáng kính trọng, không phải vì sống lâu, cũng không phải vì nhiều tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người thay cho đầu bạc, và đời sống trong sạch thế cho tuổi già. Người làm đẹp lòng Chúa được Chúa yêu mến, và vì sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Chúa đưa đi. Người ấy được cất đi, kẻo sự gian tà làm hư hỏng trí khôn, hoặc sự dối trá lừa phỉnh tâm hồn. Vì sự quyến rũ của thú vui phù phiếm che khuất điều thiện, và cơn lốc dục vọng làm điên đảo tâm hồn chính trực. Người tiến đến mức hoàn thiện trong thời gian ngắn, khác nào đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa vội đưa người ấy ra khỏi chốn gian tà. Dân chúng nhìn thấy mà không hiểu, cũng chẳng nghĩ ra rằng Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và viếng thăm các thánh của Ngài. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đem đến cho chúng ta niềm hy vọng. Khi Chúa gọi một người nào về với Chúa thì như lời sách thánh cho chúng ta hiểu rằng người làm đẹp lòng Chúa được Chúa yêu mến nên được Chúa đưa đi. Như vậy, khi Chúa mời gọi, khi Chúa kêu gọi và khi Chúa đưa một người ra đi là vào một thời điểm tốt nhất cho người ấy. Cho nên giờ đây, sau những năm tháng dài sống lòng tin và cũng nhiều năm tháng bệnh tật, thầy Leo đã được Chúa gọi về và chúng ta tin rằng tình thương của Chúa luôn bao phủ thầy suốt cho những năm tháng ở trần gian. Thì giờ đây Chúa đưa thầy đi cũng là để được thầy được hưởng hạnh phúc mãi mãi bên Chúa. Tin tưởng vào điều đó, chúng ta cùng cầu nguyện.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là thầy Matthew Leo mà Chúa đã truyền ra khỏi đời này về với Chúa, được Chúa thương cho vào chốn yên nghỉ đầy ánh sáng và bình an. Chúng con khẩn khoản nài xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa là thầy Matthew Leo, để kẻ đã chuyên cần lo việc truyền bá tin mừng, sống các lời khuyên của tin mừng, được an lòng đến lãnh phần thưởng trong nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cha chủ sự làm phép khăn tang. Anh chị em thân mến, chúng ta đang thương tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về, vì thế chúng ta muốn chít lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên, như tiên tri Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng ngày kia Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời, và cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Và giờ đây chúng ta xin Chúa chúc lành cho những chiếc khăn tang này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta chóng đạt tới hạnh phúc quê trời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân ái, Chúa sẵn sàng an ủi nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin chúc lành cho những khăn tang này để biến chúng từ dấu chỉ của sự biệt ly tang tóc thành niềm hy vọng được sống, được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cha chủ sự làm phép áo quan. Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và theo giáo lý Công giáo, thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị mục nát tiêu tan đi, nhưng ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế Hội Thánh dạy chúng ta tôn trọng thân xác người chết, chôn táng hoặc hỏa thiêu cách kính cẩn theo phong tục, hoàn cảnh, địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính đối với người đã ra đi là sắm cho các ngài tấm áo quan xứng đáng, được coi như ngôi nhà giúp các ngài yên giấc chờ ngày sống lại. Vậy chúng ta hợp lời cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân, người anh em đã ra đi, mà ban cho thầy Matthew Leo được yên giấc nghìn thu. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình, vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này, để thân xác tôi tớ Chúa là thầy Leo được yên nghỉ trong đó, chờ ngày Chúa cho sống lại và về hưởng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời anh em đội mai táng thực hiện công việc.
Xin mời cộng đoàn đứng, cha chủ sự đọc lời nguyện kết thúc. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, mắt chúng con ngước nhìn lên Chúa trong chính giây phút khuôn mặt thân yêu này khuất đi. Xin Chúa cho người anh em của chúng con là thầy Matthew được thấy mặt Chúa và cho chúng con được tin chắc rằng một ngày kia chúng con sẽ gặp lại thầy Matthew sống gần bên Chúa đến muôn thuở muôn đời. Amen. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn bắt đầu bước vào thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta dâng thánh lễ để cầu nguyện cho thầy Matthew Leo Nguyễn Hữu Cầu. Và chúng ta cũng tin chắc rằng lòng thương xót Chúa sẽ ban cho thầy được hưởng hạnh phúc bên Chúa, nhất là những người đã trung tín với đời sống hiến dâng cho đến giây phút cuối cùng. Và giờ đây chúng ta cũng xin Chúa thương xót thứ tha những lỗi lầm khi còn ở trần gian, với cuộc sống 93 năm trên trần thế cũng có những lúc yếu hèn, cũng có những lúc thiếu sót. Chúng ta xin Chúa tha thứ tất cả những lỗi lầm ấy. Và chúng ta cũng xin Chúa thương xót thứ tha những lỗi lầm để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
tôi tu nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em tôi. Cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là thầy Matthew, vì yêu mến Đức Kitô đã đi trọn con đường đức ái hoàn hảo, được vui mừng khi vinh quang Chúa xuất hiện và được cùng với anh em mình hưởng hạnh phúc muôn đời trong nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện. Nhờ tình thương của Người, theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng Người, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Amen. Thank you.
cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân, là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi thông, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, khi nói về giờ phút phải ra đi, giờ phút phải chết, thì Chúa Giêsu coi đó là giờ mà Ngài được tôn vinh. Giờ con được tôn vinh để con tôn vinh Cha. Và chỉ đến khi chết người ta mới biết rằng cuộc đời ấy như thế nào. Còn đang sống chúng ta vẫn còn có thể có những yếu hèn, có những lúc vấp ngã, và còn có lúc để chúng ta sống theo thánh ý Chúa. Cho nên giờ phút cuối cùng khi chúng ta kết thúc cuộc đời, nếu chúng ta kết thúc ở trong tay Chúa, thì đó cũng là lúc mà Thiên Chúa được tôn vinh. Ở nơi những con người sống trọn vẹn cuộc sống thuộc về Chúa, thì Thiên Chúa được tôn vinh nơi người ấy. Vậy thì hôm nay Chúa Giêsu nói về việc Đức Giêsu chết và phục sinh. Ngài được tôn vinh, và đồng thời chúng ta cũng thấy Ngài không chỉ nghĩ đến cái sự tôn vinh của bản thân và vì Chúa Cha, mà Ngài còn nói đến tất cả những người mà được Thiên Chúa trao ban cho Ngài. Ở đây Chúa Giêsu nói đến những người tin vào Ngài, không chỉ là những con người được mời gọi để đáp trả lại tiếng Thiên Chúa, mà còn là những con người được Chúa Cha ban cho. Với tất cả những lời cầu nguyện và với sự trân trọng, những con người mà chúng ta biết rằng không phải đó là những con người hoàn toàn thánh thiện tốt lành, những môn đệ của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu gọi đó là những người Cha đã ban cho con. Với tất cả những sự trân trọng ấy, và thấy đó là những người của Cha, những người ấy thuộc về Cha, và Cha đã ban cho thấy rằng lòng Chúa Giêsu yêu mến tất cả những ai tin vào Ngài, những ai đã được đón nhận lấy chân lý và sự thật nơi Thiên Chúa Cha, đó là tin vào Đấng Thiên Chúa sai đến, Đức Giêsu Kitô. Hôm nay thầy Leo đã được Chúa gọi về, và với thời gian sống ở trần thế, cuộc đời rất khá dài, 93 năm, với 70 năm khấn ròng, thì chúng ta cũng biết rằng đó là một cuộc đời để trung tín mà cho đến hết cuộc đời không phải là điều đơn giản và dễ dàng. Ngày hôm nay người ta nói đến những chuyện tạm bợ, những chuyện mau qua chóng hết, còn chuyện trung tín là một điều gì đó khá đặc biệt. Vậy thì ở nơi thầy Leo chúng ta cũng đã thấy một người đã tin vào Đức Giêsu, đã tin và dâng hiến cuộc đời mình, và để cuộc đời mình thuộc về Chúa ở trong Đức Giêsu. Như vậy thì chúng ta cũng biết cuộc đời ấy là một cuộc đời được Thiên Chúa chúc phúc. Và Thiên Chúa đã tuyển chọn để không phải là một người làm linh mục, nhưng được tuyển chọn để sống vai trò tu sĩ thừa sai. Đó là một ơn gọi mà chính thầy cũng đã viết trong những cái di ngôn của thầy về việc thầy được tuyển chọn như thế nào. Và tôi xin được đọc lại những gì thầy đã chia sẻ: Tôi cảm tạ Chúa vì đã gọi tôi và cho tôi được làm tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, để theo sát Đức Kitô Cứu Thế, dấn thân phục vụ các linh hồn, nhất là những linh hồn cô thân tất bạt nghèo khổ, qua đó giúp tôi thăng tiến đời sống tu trì của tôi bằng lời cầu nguyện và làm việc. Như vậy thầy ý thức được mình được kêu gọi để sống bậc tu sĩ, và thầy cũng cảm thấy
đó là một niềm hạnh phúc. Thầy cảm tạ Chúa vì những điều ấy. Cho nên mỗi một con người được yêu Chúa yêu thương một cách, và chúng ta có một cái chỗ ở trong lòng của Thiên Chúa. Không phải là phải làm công việc này, làm những chức vụ kia. Mặc dù là một tu sĩ nhưng thầy đã phục vụ và làm được rất nhiều việc mà chúng ta thấy nói đến, lúc thì ở nơi này, lúc nơi khác. Thầy là người có công xây dựng nhà Nha Trang. Thầy là người có công lo cho đồn điền ở Phi Ân. Thầy là người có công để xây dựng cái trại gà Scala ở Thủ Đức. Và thầy cũng đã góp phần của mình vào trong công việc của nhà dòng Sài Gòn. Cái công việc mà chúng ta biết rằng đôi lúc những linh mục thì bận tâm lo những công việc rao giảng, thì chính thầy là người lo củng cố xây dựng nhà dòng trong những cơ sở, trong những công việc ở trong nhà. Nhưng không phải là không quan trọng. Vậy thì chúng ta thấy rằng mỗi một người trong chúng ta được Chúa mời gọi trong một cái bậc sống, mời gọi trong một cái sứ mạng. Cho nên điều quan trọng không phải là làm gì, mà sống như thế nào ơn kêu gọi của Chúa. Và thầy đã sống ơn kêu gọi của thầy, mà thầy cũng nói dù là những công việc tầm thường thì thấy rằng đó là việc của gia đình mình. Như thầy cũng đã chia sẻ, đối với những công việc tầm thường ở mỗi cộng đoàn mà tôi được sai đến, đó là công việc của gia đình tôi. Thầy thấy rằng đó không phải là công việc ở bên ngoài, không phải là việc được giao phải làm, mà đó là công việc của mình, của nhà mình, của người thân của mình. Và như vậy thầy đã cảm nhận thấy mình được gắn bó trong bầu khí gia đình và cảm nhận được tình yêu thương. Và thầy cũng đã hài lòng với những gì mình đã được Chúa giao phó. Cho nên thầy cũng đã viết, tôi vui thích trong công việc làm hàng ngày, đó là ơn gọi Chúa chỉ định cho tôi. Ý thức điều đó và đáp trả điều đó và yêu mến những gì mà Chúa trao phó cho mình. Như vậy thầy đã đi trọn vẹn hành trình cuộc sống trần gian, cuộc sống là người tu sĩ, và sống tư cách một người tu sĩ một cách trọn vẹn. Nhất là thầy có lòng yêu mến các công việc đạo đức. Khi tôi có dịp gặp thầy trong những năm thầy ở Vũng Tàu, tôi cũng đã sống với thầy nhiều năm ở Thủ Đức, và những năm mà thầy sống ở nhà Sài Gòn, tôi cũng đã gặp gỡ thầy rất nhiều và thấy rằng thầy luôn luôn cố gắng để mà thực hiện những công việc khó khăn dù sức khỏe đã suy yếu. Thí dụ những ngày tháng ở Vũng Tàu, thầy vẫn thường xuyên đi qua nhà thờ để chầu thay mặt giáo phận và thay mặt cộng đoàn. Dù con đường đi qua dốc và rất là mệt mỏi, lúc đó thầy tuổi đã yếu rồi, tuổi đã cao rồi, sức đã yếu rồi, nhưng thầy không từ nan những công việc đạo đức và hy sinh. Vậy cho nên chúng ta thấy giờ đây thầy đã được Chúa gọi về, cũng là điều mà chúng ta mất đi một người anh em ở trên trần gian, nhưng lại có được một người thân, một người ở trong Chúa, một người ở gần Chúa. Chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa cũng sẽ thương xót vì những gì mà con người trần thế không thể tránh được. Thì chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa ban ơn để cho thầy được thanh luyện khỏi tất cả những gì còn là cản trở đối với ơn huệ, đối với sự sống vĩnh cửu. Trong thánh lễ này chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì một người anh em, vì một thầy, một tu sĩ, một người sống đời thánh hiến trong dòng Chúa Cứu Thế, trong hội thánh. Và chúng ta cũng xin Chúa thương xót tất cả chúng ta, để rồi những gì Ngài Thầy đã xây dựng, những gì Ngài Thầy đã bỏ công sức, những gì Thầy đã gieo vãi ở trần gian cũng sẽ mọc lên được những hoa trái tốt lành. Xin Chúa chúc lành cho thầy trên con đường về với Chúa, và xin Chúa dẫn đưa thầy đến hưởng hạnh phúc bên nhan Thánh Chúa. Amen. Con như qua lễ không hề.
lòng. Chúa sẽ đường cho. Xin dâng Chúa trọn đời con như làm gió nhẹ, quyền làm hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế. Trọn đời con là lời mang sứ điệp tin mừng, là dòng sông mang đến cho thân trần phù sa. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để con cùng tôi vinh danh Chúa và luôn lấy cho chúng ta được hoàn thế hôi anh người. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa hiến lễ ca tụng này cầu cho tôi tớ Chúa là thầy Matthew. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đoái thương nhờ nghi lễ giao hòa thánh thiện này tôi tớ Chúa đáng được sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa một mình người đã đoái thương chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với cộng đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này và nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Phụ Ta Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là thầy Leo Matthew Nguyễn Đức Cầu, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Chúa Cha nguyện danh Cha cao sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin hãy tha chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin nhớ
Đây trên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa như vạn nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vừa được lãnh nhận hồng ân thiên quốc, chúng con cảm tạ Chúa và khiêm tốn khẩn nài cho linh hồn tôi tới Chúa là thầy Matthew. Nhờ cuộc khổ nạn của con, Chúa được giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi và được vui mừng về với Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Giờ đây chúng ta sẽ cùng đọc một kinh linh kính, một kinh lạy Cha và cầu nguyện cho linh hồn thầy Matthew. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống tay sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết mà tan xa xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở căn thế này cả thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác lại người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nguyện Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cơm chúng con cho khỏi sự dữ. Chúa nhân từ cho linh hồn chúng nghỉ ngơi, anh xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, hoàn con chung tiếng ngang, chung tâm lòng, dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền minh, mẹ chính là lễ thì nó hơi bị đục để chuẩn bị xong hết xích xuống.